chị cho tôi nghe, ta đang xem phim cho mẹ nghe nhé. Thì hôm nay thì đến với đại diện của chị Diện á, thì hồi sáng thứ hai thì mình sẽ bắt tỉnh đến đây á. Hôm nay dùng của chị Diện á, có là dây luôn nè, có cái này giống một cái ứng dụng mình lại nè, à, nhập tầng, hay là cả hơn một cái chứng chỉ, không làm mất cái chứng chỉ, thôi chứng chỉ mình chưa cầm rồi mình sẽ có cái chứng chỉ nhé. Thì sẽ còn cái chứng chỉ mình đấy, còn hoa cái chứng chỉ mình lại bên dùng của chị Diện của chứng chỉ nhé. Là chị Diện đang theo dõi, à, đang đơn thành lại cái chứng chỉ. Có một số mặt hoa của chúng tôi không quay cho chúng tôi ở đây cũng giống á. À, rất là to luôn của chúng tôi nha, trong hoa gì của chúng tôi nha, à nó bốn lớp cánh của chúng tôi nha, à có bốn lớp cánh, à một vòi nụ, một nụ của nó lên được bốn tám cái nụ xanh này của chúng tôi nha, cây rất là đẹp luôn của chúng tôi nha, có bông hoa rất là đẹp luôn nha của chúng tôi. À, không mất thời gian đó nha, mình vô cà lít luôn, là con chị Diễn nha, để chị Diễn giới thiệu cho luôn. Rồi, em chào chị Diễn nha. À, em cũng xin chào cô chú anh chị, cô bác đang xem kênh nha, chị yêu thích mai vàng. Thì hôm nay em cũng giới thiệu với cô chú là cái lô mai siêu bông Bình Lợi ở trong vườn em nha. Rồi, cái cây này là cây 11A nha cô chú anh chị mình. Lô Bình Lợi đúng không chị ha? Siêu bông Bình Lợi nha cô chú anh chị mình. Mình sẽ an tâm sưu tầm nha. Rồi. Em sẽ thông số cái này luôn hả chị? Dòng mình là được 22. Cao mình 93. Tán ngang là 89. Cái này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 900 nha. Cây mã số 12A nha cô chú anh chị, là một cây siêu bông Bình Lợi luôn nha. Hoành mình là 16 nha. Cao của mình là 69. Tán ngang của mình là 80. Cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 750 thôi nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 13A cũng là một cây siêu bông Bình Lợi luôn cô chú anh chị mình ơi. Hoành mình được 14. Cao mình là 88. Tán ngang là 93. Cây niệm giao lưu với cô chú anh chị mình là 750 luôn nha. 14A cũng là một cây siêu bông Bình Lợi luôn cô chú anh chị mình ơi. Rất là đẹp đấy. Không có gì. Hoành mình được 19. Nụ thì bao nha. Cao 90. Tán ngang 88. Cây 14A này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 950 nha. 15A. Cũng là một cây siêu bông Bình Lợi luôn á cô chú anh chị mình. Rất là đó chị. Nụ ngon là đúng không? Có vàng đế nữa nghe cô chú anh chị. Hoành mình được 17. Cao 87. Tán ngang mình 98. Cây niệm xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 750 ngàn thôi nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 16A cũng là một cây siêu bông Bình Lợi luôn cô chú anh chị mình. Cây này có lọc luôn cô chú anh chị ha. Chán cực ha. Rồi, nó bè để dễ nè. Con số nó kìa. Hoành mình được 21 nha. Cao mình là 79. Tán ngang mình là 80. Cây niệm xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 750 thôi nha. Cây mã số 17 nha. Cây tiếp theo là cây này mã số 17A nha cô chú anh chị, là cây siêu bông Bình Lợi luôn nha. Rất là đẹp, rất là lòng ha. Tàn của chú anh chị.
nụ thì cao nụ luôn, đúng thời nụ luôn cô chú chị ha. Rất là đẹp, không có tiếng non củ đế nở, củ đế không có gì nên nha cô chú chị. Em sẽ con sốt cái này đó chị. Hoành mình được 19 nha, cao mình 105, tán ngang mình là 99. Cái này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình á là 850 thôi nha. Rồi tiếp theo cây mã số 18A. 18A này là một cây cốt thọ hương nha cô chú anh chị mình. Cái số này đúng hả chị? Hoành mình là 15. Cao mình 92. Tán ngang mình là 87. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 ngàn thôi nha. Rồi tiếp theo cây mã số 19A. 19A là một cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị mình. Cây này dính trực tàn thông nha cô chú anh chị ha. Cây thì ra nụ rồi nha cô chú anh chị. Nụ rất là đều ha. Cây thì bao cho tết luôn nha. Rồi con số đó hai chị. Hoành mình được 20,5. Cao mình là 88. Tán ngang mình là 73. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình 600 ngàn thôi nha. Rồi tiếp theo cây mã số 20A là một cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị mình. Hoành nó là 23. Con củ đặc này ha. Củ đặc mình là 32. Cao mình là 79. Tán ngang mình là 80. Cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,1 triệu nha. Cây này cũng là cây cuối clip của em. Thì em cũng kính mong cô chú anh chị mình xem có cây nào được thì xin ủng hộ nhà vườn em ạ. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mà những clip tiếp theo ạ.